Ban biên tập xin cảm ơn và kính chào quý khán thính giả đã luôn quan tâm đến bản tin của kênh Thời sự quốc tế 24 giờ. Quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh và để lại quan điểm riêng của mình ở bên dưới phần bình luận để liên tục cập nhật những tin tức mới nhất và chính xác nhất đến từ kênh Thời sự quốc tế 24 giờ. Và ngay bây giờ, hãy cùng tôi điểm qua những tin tức mới nhất, nóng nhất có trong ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, trong bản tin Biển Đông nóng nhất ngày hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những tin chính sau đây. Trung Quốc xây thêm công trình trái phép ở Trường Sa. Trung Quốc đang tăng khiêu khích ở Biển Đông ra sao? Thế lực mới trỗi dậy đối đầu Trung Quốc. Sau đây, mời quý vị cùng đi vào nội dung chi tiết. Trung Quốc xây thêm công trình trái phép ở Trường Sa. Quân đội Philippines cho biết vừa phát hiện các cấu trúc nhân tạo bất hợp pháp ở cụm sinh tồn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam ở Biển Đông, gần khu vực hàng trăm tàu Trung Quốc tập trung. Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Philippines, tướng Sebojana cho biết quân đội đã phát hiện các cấu trúc nhân tạo bất hợp pháp trong chuyến bay tuần tra trên Biển Đông vào ngày 30 tháng 3. Tuy nhiên, ông Sebojana không nêu rõ quy mô của những cấu trúc. Quân đội Philippines tăng cường hoạt động tuần tra ở Biển Đông nhằm giám sát chặt chẽ hoạt động của khoảng 220 tàu Trung Quốc, được cho là tàu dân binh hiện diện ở khu vực quần đảo Trường Sa của Việt Nam trên Biển Đông kể từ ngày 7 tháng 3. Các quan chức Philippines ngày 31 tháng 4 cho biết 44 tàu Trung Quốc vẫn đang ở gần đá Ba Đầu và khoảng 200 chiếc khác tản ra quanh khu vực quần đảo Trường Sa, bao gồm những bãi đá bị Bắc Kinh chiếm đóng phi pháp và bồi đắp thành đảo nhân tạo, cùng với sự hiện diện của 4 tàu hải quân Trung Quốc. Tờ báo của Philippines ngày 1 tháng 4 đưa tin có 3 tàu tên lửa Tai-022 của Trung Quốc được phát hiện gần đá Vành Khăn bị Bắc Kinh chiếm đóng phi pháp tại Trường Sa. Trong cuộc điện đàm ngày 31 tháng 3, hai cố vấn an ninh quốc phòng của Mỹ và Philippines đã thảo luận về mối quan ngại đối với các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông. Trong khi đó, Ngoại trưởng Philippines dự kiến sẽ gặp gỡ người đồng cấp Trung Quốc trong tuần này. Trước đó, trong buổi họp báo ngày 25 tháng 3, Bộ Ngoại giao Việt Nam bà Lê Thị Thu Hằng khẳng định động thái của các tàu Trung Quốc là hành vi xâm phạm chủ quyền Việt Nam. Canada, Úc, Mỹ và Nhật Bản và những nước khác bày tỏ mối quan ngại về ý định của Trung Quốc trong việc điều động hàng trăm tàu đến khu vực. Tuy nhiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc bà Hoa Xuân Oánh vào hôm 22 tháng 3 ngang nhiên nói hàng trăm tàu cá tập trung ở đá Ba Đầu trên Biển Đông là để tránh thời tiết xấu. Trung Quốc đang tăng khiêu khích ở Biển Đông ra sao? Theo thông báo đưa ra chiều ngày 26 tháng 3, Cơ quan An toàn Hàng hải Trung Quốc giới hạn di chuyển trong một khu vực nằm giữa phía nam đảo Hải Nam và quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam mà nước này đang chiếm đóng trái phép. Đây là động tác phục vụ cho một cuộc tập trận quân sự trong hai ngày 29 và 30 tháng 3. Trung Quốc dường như không có xu hướng hạ nhiệt ở Biển Đông sau vụ neo đậu hàng trăm tàu ở đá Ba Đầu. Ngược lại, đây là dịp để Bắc Kinh gây khó dễ cho quan hệ Mỹ-Phi. Leo thang căng thẳng. Báo South China Morning Post nhận định cuộc diễn tập quân sự của Trung Quốc sẽ khiến căng thẳng trong khu vực leo thang. Câu chuyện tàu Trung Quốc dàn ở đá Ba Đầu là tâm điểm của dư luận quốc tế suốt tuần qua. Trung Quốc khẳng định đây là những chiếc tàu cá lánh nạn. Trong khi Philippines mô tả đó chính là lực lượng dân quân biển, đối tượng thường xuyên bị chỉ trích vì vai trò trong những nỗ lực thúc đẩy yêu sách biển và lãnh thổ của Bắc Kinh ở Biển Đông. Trong một tuyên bố ngày 23 tháng 3, Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi Trung Quốc ngừng sử dụng lực lượng dân quân biển để đe dọa và khiêu khích những bên khác. Tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 25 tháng 3, Bộ Ngoại giao Việt Nam nhấn mạnh Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và chứng cứ lịch sử để khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa, phù hợp với luật pháp quốc tế, đồng thời yêu cầu Trung Quốc chấm dứt việc vi phạm này. Tuy nhiên, với việc Trung Quốc được biết vẫn không rời khu đá Ba Đầu kèm theo màn tuyên bố tập trận này, Bắc Kinh dường như muốn thể hiện rằng họ không có ý định xuống thang căng thẳng. Bình luận trên South China Morning Post, tiến sĩ Colin Cole cho rằng cuộc tập trận này dĩ nhiên sẽ góp phần vào căng thẳng trong khu vực. Vì vậy, dù lúc này tình hình có vẻ yên ổn khi tất cả duy trì kiềm chế, không có gì đảm bảo sự yên ổn này sẽ tiếp tục. Ông nói, tôi cho rằng Trung Quốc có thể đang gửi tín hiệu về ý định đáp trả, hoặc chính xác hơn là leo thang căng thẳng, nếu Philippines hay các nước khác có hành động trực tiếp nhằm vào các con tàu đang neo đậu ở đá Ba Đầu. Vì vậy, đây là một tín hiệu nhắm vào việc ngăn chặn Philippines và mở rộng ra là người Mỹ nếu Mỹ có biểu hiện can thiệp. Bóng lăn về phía Mỹ-Philippines. Trong khi hầu hết các chuyên gia về Biển Đông chưa thể bình luận chính xác về mục đích trên thực địa của 220 con tàu dân quân biển Trung Quốc nêu trên, có một xu hướng cho thấy Bắc Kinh đang tạo ra một phép thử quan trọng trong mối quan hệ Mỹ-Philippines. Trước đó, như tờ Tuổi Trẻ đã có lưu ý, học giả Philippines Say Bong Tong Bang Khan vào tuần trước đã đề cập tới vụ 220 tàu Trung Quốc như một dấu hiệu đáng lo ngại
Tương tự kịch bản vụ bãi cạn Scarborough năm 2012, đó là thời điểm Trung Quốc chiếm quyền kiểm soát bãi cạn Scarborough và để lại một vết hằn trong mối quan hệ đồng minh giữa Mỹ và Philippines, khi nhiều luồng ý kiến ở Manila tố chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama khi ấy đã khoanh tay đứng nhìn. Sự kiện Scarborough cũng là lời giải thích cho việc Tổng thống Philippines Duterte không ít lần công khai chỉ trích Mỹ. Vào hồi tháng 2 vừa qua, ông Duterte tiếp tục gây sức ép lên quan hệ đồng minh lâu đời giữa Mỹ và Philippines khi tuyên bố Mỹ phải trả tiền để duy trì thỏa thuận các lực lượng thăm viếng. Thái độ của Philippines về thỏa thuận các lực lượng thăm viếng cũng như quan hệ đồng minh nói chung với Mỹ là một nhân tố quan trọng cho chính sách châu Á của Washington. Mối quan hệ Mỹ-Phi được tạo điều kiện hàn gắn, cải thiện sau khi ông Joe Biden lên nắm quyền với những lời hứa về ưu tiên mới cho quan hệ đồng minh, trong khi bản thân ông Duterte cũng hai lần trì hoãn việc rút khỏi thỏa thuận các lực lượng thăm viếng nhằm tạo điều kiện đàm phán. Theo phân tích của giáo sư Cathayer, Trung Quốc triển khai đợt tờ dân quân biển tại cụm sinh tồn nhằm tạo áp lực lên ông Duterte trong quan hệ với Mỹ. Việc Trung Quốc triển khai 220 tàu lần này nhằm làm lệch hướng bất kỳ sự hàn gắn khả thi nào giữa Philippines và Mỹ. Hành động của Trung Quốc nhằm chứng minh cho ông Duterte thấy rằng Mỹ không thể có hành động thực tế nào trong việc đẩy các con tàu Trung Quốc ra khỏi vùng biển này, và vì vậy ông Duterte chỉ nên công nhận thực tế về sức mạnh của Trung Quốc. Theo nhà nghiên cứu lâu năm về Biển Đông này, hiện nay Philippines gần như sẽ chọn cách tiếp cận tiếp tục im lặng và hy vọng Trung Quốc sẽ thực hiện tốt những cam kết đầu tư và những điều khoản về vaccine ngừa COVID-19. Thế lực mới trỗi dậy đối đầu Trung Quốc. Không chỉ là một đồng minh thân cận của Mỹ trong khu vực, Nhật Bản đang dần tăng cường uy thế tiên phong ở Thái Bình Dương để đối phó với Trung Quốc. Hôm qua, đài NHK đưa tin, đại diện Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã bày tỏ sự bất mãn mạnh mẽ và quan ngại nghiêm trọng đối với Nhật Bản về những điều Trung Quốc xem là hành động tiêu cực của Tokyo đối với Bắc Kinh trong cuộc họp trực tuyến giữa quan chức quốc phòng hai bên vào hồi đầu tuần. Trong cuộc họp, Tokyo chỉ trích mạnh mẽ nhằm vào luật hải cảnh mới của Trung Quốc và các hành vi mà Bắc Kinh thực hiện ở Biển Hoa Đông cũng như các vùng biển khác. Tăng cường cung cấp vũ khí. Thông tin trên được phát đi sau khi Nhật và Indonesia tổ chức hội đàm 2+2 tại Tokyo với sự tham gia của Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại trưởng hai nước. Tại hội đàm, hai bên bày tỏ quan ngại về các hành vi của Trung Quốc ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Sau hội đàm, Tokyo còn thỏa thuận chuyển giao khí tài quân sự cho Jakarta. Dù chưa rõ chi tiết của các nội dung chuyển giao là gì, nhưng từ hồi cuối năm ngoái, truyền thông Nhật đưa tin nước này sẽ chuyển giao 8 tàu hộ tống hiện đại lớp Mogami cho Indonesia. Trong đó, 4 chiếc đầu tiên được Nhật Bản xuất khẩu, 4 chiếc còn lại Indonesia tự đóng dựa trên công nghệ được chuyển giao. Lâu nay, Nhật Bản từng chuyển giao khí tài quân sự cho nhiều nước bên trong khu vực, nhưng hầu hết là khí tài đã qua sử dụng hoặc không phải là thế hệ mới và tối tân. Trong khi đó, tàu hộ tống Mogami là lớp tàu hiện đại, trang bị nhiều công nghệ và vũ khí tối tân. Diễn biến này mở ra một khả năng Nhật Bản sẽ trở thành nhà cung cấp vũ khí cho các nước trong khu vực để góp phần rút ngắn sự chênh lệch cán cân quân sự với Trung Quốc. Đây là vai trò mà Mỹ thực hiện suốt nhiều năm qua ở khu vực. Thực tế, Nhật Bản có nền công nghiệp quốc phòng hàng đầu trên thế giới nên sẽ thừa hưởng khả năng thực thi vai trò này. Trả lời phỏng vấn, tiến sĩ Satoru Nagao đã nhận xét rằng Nhật Bản đã chọn cách mở rộng xuất khẩu và tài trợ vũ khí sang các nước Đông Nam Á. Cách thức này giúp ngành quốc phòng Nhật Bản có thể phát triển, đồng thời giúp hình thành mạng lưới cân bằng cán cân quân sự với Trung Quốc. Đẩy mạnh sức mạnh quân sự. Những năm gần đây, Nhật Bản cũng không ngừng phát triển năng lực quân sự và tăng cường hoạt động quân sự tại các vùng biển trong khu vực. Đến nay, hai tàu khu trục chở lớp trực thăng Izumo đã dần dần chuyển đổi trở thành tàu sân bay thực thụ khi mang theo chiến đấu cơ thế hệ 5 tàng hình phiên bản F-35B, cất cánh đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng. Đây là mô hình tàu sân bay mà Mỹ phát triển cho các dòng tàu đổ bộ tấn công lớp America và lớp Wasi. Trong tháng 9 năm 2020, tàu sân bay GS Kaga thuộc lớp Izumo được hộ tống bởi tàu khu trục GS Ikazuchi bắt đầu từ Nhật Bản, đi qua Biển Đông và tập trận chung với Hải quân Úc. Tiếp đó, tàu này đến Ấn Độ Dương và tập trận chung với Hải quân Ấn Độ, Sri Lanka. Sau khi tập trận ở Ấn Độ Dương, hai chiến hạm GS Kaga và GS Ikazuchi quay về phía nam của Biển Đông để tập trận cùng với Hải quân Indonesia ở gần quần đảo Natuna vào đầu tháng 10 năm 2020.
Chuỗi hoạt động này của các tàu chiến Nhật với sự tham gia hộ tống tập trận cùng tàu ngầm và tàu hậu cần là những chỉ dấu về việc Tokyo đang muốn sớm hoàn thiện năng lực tác chiến tàu sân bay. Thời gian vừa qua, Nhật cũng tiên phong tập trận chung với Ấn Độ, Úc và Indonesia cùng với một số nước trong khu vực. Điều này đã thể hiện vai trò lớn hơn của Tokyo, chứ không chỉ dừng lại ở việc chỉ thực hiện các hoạt động chung đa phương do Mỹ khởi xướng. Rõ ràng, các động thái mà Tokyo đang theo đuổi không chỉ để tăng cường vị thế mà còn hướng đến cân bằng cán cân sức mạnh quân sự với Bắc Kinh trong khu vực. Viện trợ kinh tế khủng. Không chỉ về quân sự, Nhật Bản những năm qua cũng đẩy mạnh các chương trình hỗ trợ kinh tế trong khu vực. Điển hình từ năm 2016, Thủ tướng Nhật Bản, khi đó là ông Shinzo Abe, đã công bố sáng kiến quan hệ đối tác mở rộng với cơ sở hạ tầng chất lượng với kế hoạch chi ra 200 tỷ USD hỗ trợ các nước trong khu vực để xây dựng các cơ sở hạ tầng chất lượng cao. Vào cuối năm 2019, Tokyo tái khẳng định rằng tăng cường viện trợ cho các nước Đông Nam Á. Các chương trình này nhằm đối phó với các khoản hỗ trợ khổng lồ mà Trung Quốc chi ra để thực thi sáng kiến vành đai con đường. Năm 2020, Tokyo cũng chi ra hàng tỷ USD để hỗ trợ cho các doanh nghiệp Nhật Bản chuyển đổi cung ứng ra khỏi Trung Quốc giữa bối cảnh đại dịch COVID-19. Mới đây, cùng 3 thành viên còn lại của Bộ Thứ Kim Cương là Mỹ, Úc và Ấn Độ, Nhật Bản cam kết cung cấp thiết bị dự trữ và hậu cần để thực hiện chương trình hỗ trợ 1 tỷ liều vaccine ngừa COVID-19 cho các nước khác. Chương trình này của Bộ Tứ nhằm đối phó với chiến dịch ngoại giao vaccine mà Bắc Kinh đang thực thi từ cuối năm 2020. Với nhiều biện pháp, cả về quân sự lẫn kinh tế, Nhật Bản đang dần trỗi dậy như một thế lực quan trọng để đối phó với Trung Quốc.